Chào các bạn, mình là Lê Hoàng. Thì hôm nay Hoàng sẽ hướng dẫn đến các bạn cái cách chỉnh con sao cạc XOXK10 sao cho nghe hay nhất và tránh đi cái việc bị soi rè. Thì dạo gần đây khi mà lướt một vòng quanh Facebook hoặc YouTube á, thì Hoàng có thấy các bạn hay hỏi là tại sao khi sao cạc XOXK10 á hoặc là cái 108 khi mà mới mua về á thì mình xài rất là ok và cái âm thanh rất là hay, không có bị soi rè, mà xài một khoảng thời gian thì bị soi rè. Thì hôm nay Hoàng sẽ chỉ ra một cái nguyên nhân mà nó bị soi rè để các bạn khắc phục nhé. Thì trước tiên là như thế này, là con sao cạc của mình á là do cái cách chỉnh của các bạn nó sẽ làm cho cái sao cạc của mình nó bị rè, nó bị soi lớn lên. Thì bây giờ mình sẽ khắc phục như thế nào à? Thì bây giờ á, các bạn nhìn nè, cái sao cạc của mình nè, thì mình chỉnh nó là mình dặn theo chiều kim đồng hồ, đúng không? Đây là chiều kim đồng hồ nè, đó. Thì nút nào cũng vậy hết, đây có 6 nút thì nút nào mình cũng chỉnh theo chiều kim đồng hồ hết đó. Thì bây giờ á, các bạn nhìn nè, đây là tiếng bass, tiếng treble. Rồi đây là âm lượng của cái micro của mình, đây là âm lượng của khán giả, đây là âm lượng của nhạc beat, đây là âm lượng của cái tai nghe của mình. Thì bây giờ có ba cái nút quan trọng ở đây mình cần nói. Thứ nhất đó là nút treble, âm lượng treble nè. Thì cái âm lượng treble này nè, các bạn nên chỉnh cho nó nằm ở cái mức là 2 đến 3 giờ là được nha. 2 đến 3 giờ. Và tiếp theo đó là midvolt, thì các bạn cũng chỉnh cho nó cái mức là 2 đến 3 giờ. Rồi tiếp theo cái âm lượng của tai nghe mình cũng chỉnh cho nó nằm ở cái mức là 2 đến 3 giờ. Thì bạn nhìn nè. Rồi các bạn nghe âm thanh bên mình nè, mình đang lấy âm thanh trực tiếp từ cái sao cạc này, các bạn nghe nó có tiếng soi rè không? Mình im nha. Đó, hoàn toàn không có một tiếng soi rè nào cả, nghe rất là êm và rất là hay. Thì đây là cái chế độ mà để thu âm, là chỉ thu vocal thôi, không có hiệu ứng gì hết. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chế độ mà hát live karaoke. Thì sang chế độ này, ngoài cái việc thu vocal ra thì nó còn có hiệu ứng và cả 16 chế độ echo số nằm bên này. Được chưa? Thì ở cái chế độ này á, nó có tiếng chép sẵn rồi. Thì cho nên là nếu mà có tiếng soi rè thì mình chỉ cần mình chỉnh tiếng chép cho nó nhỏ lại xíu ở cái mức khoảng 1-2 giờ gì đó là được rồi. Mình xem cho các bạn nghe nhé. Đó, nó im re luôn. Với cái cách chỉnh mà hồi nãy mình hướng dẫn cho các bạn đó, tiếng treble nằm ở mức là 2-3 giờ nè, rồi tiếng mid volt nè nằm ở mức 2-3 giờ nè, rồi âm lượng của tai nghe cũng mức 2-3 giờ nè, thì nó sẽ làm sao đây? Không có nghe cái tiếng soi rè gì cả, rất là hay, rất là êm. Anh yêu người khác rồi, người ấy cũng như em rất tuyệt vời. Đó, các bạn nghe không? Rất là êm, rất là rong và rất là hay. Các bạn nên chỉnh như thế này nhé. Rồi, thêm một vài cái nguyên nhân nữa mà làm cho bị soi rè là sao? Cái sách cắm này nè, các bạn xài lâu rồi á, nhiều khi rút ra rút vô hoài nó sẽ bị lỏng. Bị lỏng thì nó cũng góp phần làm cho cái sao cạc của mình nó bị rè đi. Thì cho nên trường hợp này là sao? Thay mới những cái đầu này. Được chưa? Còn một cái nguyên nhân thứ ba nữa mà có lẽ các bạn cũng biết, đó là khi các bạn thu âm á, các bạn để cái điện thoại của mình kế bên nè. Đó, khi để điện thoại kế bên á sẽ làm cho sao cạc của mình soi rè, thậm chí còn lớn hơn bình thường nữa. Tại sao? Tại vì do cái điện thoại của mình nè, nó có cái gì đây, có mạng, có sóng, cho nên là nó sẽ hút sóng cái sao cạc của mình nè, nó sẽ làm cho cái sao cạc của mình bị soi rè rất là lớn. Rồi trường hợp này thì sao? Mình lấy cái điện thoại của mình đi ra xa cái sao cạc, hoặc là tắt nguồn điện thoại luôn, chứ đừng có để gần thì nó bị soi rè. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho cái sao cạc của mình bị soi rè. Rồi, bây giờ mình thử chỉnh hết, full hết những cái âm lượng này, các bạn nghe tiếng soi rè như thế nào nha, rất là lớn, full hết. Đó, treble full hết nè. Mid phone nè. Âm lượng của tai nghe nè. Full hết luôn. Mình sẽ im cho các bạn nghe coi nó như thế nào nhé. Đó, tiếng soi rè rất là lớn. Cho nên khắc phục như mình chỉ nữa nè, rất là nhanh nè. Tiếng treble nằm ở mức 2-3 giờ, mid volt nằm ở mức 2-3 giờ, và tiếp theo là âm lượng tai nghe ở mức 2-3 giờ. Các bạn không còn nghe một tiếng soi rè nào nữa hết. Được chưa bạn? Thì đây là cách chỉnh đây, rất là đơn giản nha các bạn. Đó,
Rồi, ngoài ra khi mà các bạn thu âm á, giả sử như cái giọng của mình mà tiếng bass nhiều quá thì mình có thể mình giảm bass bớt đi, tiếng treble mình ít thì mình sẽ tăng treble lên, không sao hết. Thì lúc đó nó cũng không nghe tiếng soi rè đâu, tại vì có nhạc của mình trong đó nữa. Thì tiếng soi rè nó giả sử nó chỉ hơi nhỏ xíu thôi, các bạn cứ dặn mát là được rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cái clip này. Thì những bạn nào mà yêu thích Lê Hoàng á, thì các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của Lê Hoàng nhé. Đó là Lê Hoàng Studio. Thì mỗi ngày mình sẽ up thật là nhiều cái clip hay lên để các bạn có thể tham khảo và biết cái cách chỉnh sao cho nó hay nhất và hợp lý nhất, mà không cần phải chạy lòng vòng để hỏi ai hết. Cứ lên YouTube của Lê Hoàng Studio nhé. Rồi, thì hiện giờ Hoàng cũng đang cung cấp những cái sản phẩm sao cạc hoặc là micro thu âm. Thì bạn nào mà yêu thích á, thì có thể liên hệ với Lê Hoàng qua số điện thoại 098 9737 960. Zalo thì 24/24. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nhé. Chào các bạn.